mời quý vị theo dõi chương trình tư điểm kinh tế thế giới của đài phát thanh truyền năm nay. thưa quý vị hôm nay cuộc họp chính sách 2 ngày của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã kết thúc. Tại cuộc họp, các nhà hoạch định chính sách của BOJ đã quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ. Trong một tuyên bố, BOJ cho biết tại cuộc họp, các nhà hoạch định đã nhất trí giữ lãi suất ở mức âm 0,1%. BOJ đồng thời duy trì mục tiêu 0% đối với lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, vốn được đặt ra dưới sự kiểm soát của chính sách đường công lợi suất. BOJ cũng duy trì giới hạn trên 1% đối với lợi suất 10 năm. Giải thích cho quyết định của mình trong một tuyên bố, giới chức BOJ cho biết với những bất ổn xung quanh các nền kinh tế và thị trường tài chính trong và ngoài nước ngân hàng sẽ kiên nhẫn chính sách nới lỏng tiền tệ đồng thời ứng phó nhanh chóng với những diễn biến trong hoạt động kinh tế và giá cả cũng như các điều kiện tài chính Thưa quý vị, bà Li Shao, người phát ngôn của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, hôm nay cho biết tháng 11 vừa qua, cơ quan kế hoạch nhà nước của nước này đã phê duyệt 14 dự án đầu tư tài sản cố định. Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, cơ quan này đã phê duyệt 144 dự án đầu tư tài sản cố định. Tổng giá trị của các dự án đạt 1,28 ngàn tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 179,24 tỷ đô la Mỹ. Và cuối tuần trước, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cũng cho biết, từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, tổng đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lên khoảng 46,08 ngàn tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 6,49 ngàn tỷ đô la Mỹ trong đó đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng và lĩnh vực sản xuất tăng lần lượt 5,8% và 63% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đầu tư phát triển bất động sản giảm 9,4%. Thưa quý vị, ngân hàng ANZ hôm nay công bố kết quả khảo sát cho thấy trong tháng này, niềm tin kinh doanh của New Zealand đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3, 2015. Theo ANZ, người dân New Zealand lạc quan vào hầu hết các chỉ số của nền kinh tế. Theo kết quả khảo sát, 33,2% số người được hỏi dự kiến nền kinh tế New Zealand sẽ cải thiện trong năm tới, con số này tăng 2,4% so với mức lạc quan được ghi nhận trong cuộc thăm dò vào tháng 11. Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, 29,3% số người được hỏi dự kiến doanh nghiệp của họ sẽ phát triển trong 12 tháng tới, con số này cũng tăng 3% so với kết quả cuộc thăm dò của tháng trước. Theo ANZ, cuộc khảo sát cho thấy kỳ vọng về hoạt động và lợi nhuận, ý định xuất khẩu và việc làm cũng như kỳ vọng xây dựng khu dân cư đều tăng. Cơ quan Hải quan Thái Lan hôm nay công bố dữ liệu cho thấy xuất khẩu qua của nước này à, trong tháng 11 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước và đây là tháng thứ tư liên tiếp chỉ số này của Thái Lan tăng. Cũng theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan Thái Lan, nhập khẩu của nước này trong cùng thời điểm cũng tăng 10,1% với mức tăng xuất nhập khẩu như vậy. Tháng 11 vừa qua Thái Lan thâm hụt 2,4 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu động lực chính của nền kinh tế Thái Lan tăng trong tháng 11 do xuất khẩu dầu, gạo, máy tính và linh kiện máy tính tăng cao. Bộ Thương mại Thái Lan cho biết tính theo thị trường, trong tháng 11, xuất khẩu của nước này sang Mỹ và Nhật Bản tăng cao, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc và châu Âu giảm. Tập đoàn thép Nhật Bản Nippon Steel hôm qua công bố tương vụ mua lại hãng thép US Steel của Mỹ với hy vọng sẽ trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ ba thế giới. Các nhà điều hành Nippon Steel cho biết họ đã đạt được thỏa thuận mua lại US Steel với giá 55 đô la Mỹ một cổ phiếu, tương đương 14,9 tỷ đô la Mỹ. Nippon Steel dự kiến sau khi các thủ tục hoàn tất từ tháng 9 năm sau, US Steel sẽ trở thành một trong những công ty con và sẽ giúp Nippon Steel đạt mục tiêu đưa công suất thép thu lên 100 triệu tấn một năm. Sau khi thông tin về thỏa thuận được công bố, cổ phiếu của Nippon Steel đã giảm 5,5% trong phiên giao dịch hôm qua tại Tokyo xuống mức 3.061 yên trên một cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu của US Steel kết thúc phiên giao dịch tăng 26% lên mức 49,59 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Hãng Haprim Holding hôm nay cho biết đã giành được quyền ưu tiên trong việc mua lại quyền kiểm soát hãng vận chuyển container lớn nhất Hàn Quốc, SMM. Haprim không tiết lộ thêm chi tiết, trong khi đó hãng tên Reuters dẫn nguồn tin dấu tên cho biết thỏa thuận trị giá so với 4.000 tỷ quân, tương đương 4,92 tỷ đô la Mỹ. Theo Reuters, các chủ nợ của Haprim và SMM, gồm Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc và Korea Ocean Pacific, vào nửa đầu năm sau sẽ đàm phán thỏa thuận cuối cùng cho thương vụ. Trong phiên giao dịch sáng nay tại Hàn Quốc, cổ phiếu của Haprim đã tăng 6,1% sau tin tức nêu trên. Thưa quý vị, phiên hôm qua, các chỉ số chính trên phố quân tăng nhẹ và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng, trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp thu các thông điệp trái chiều từ Cục Dự trữ Liên bang Fed về triển vọng cắt giảm lãi suất vào 2024. Tại phố quân, chỉ số Dow Jones tăng 0,86 điểm, NB500 tăng 0,45% và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,61%. Ông Brian chủ tịch của Chap Investment Mỹ, cho rằng chứng khoán sẽ thuận buồn xuôi gió trong thời gian tới, nhưng ông vẫn lo ngại về những gì có thể xảy ra vào năm 2024, ông nói. Chúng tôi cho rằng mọi thứ sẽ mang tính xây dựng trong thời gian tới. Thu nhập có thể sẽ gây thất vọng nếu chúng ta suy thoái kinh tế. Và nếu giá dầu cao hơn cùng với rủi ro địa chính trị đang diễn ra, có thể gây ra vấn đề cho các nhà đầu tư. Nhưng ít nhất ngay bây giờ, chúng tôi nghĩ các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đẩy cổ phiếu lên cao hơn. Chứng khoán Mỹ tăng dù giới chức phát đã cố kiềm chế niềm lạc quan của giới đầu tư vào khả năng tổ chức này giảm lãi suất. Chủ tịch Fed, chi nhánh Chicago Austin, Gonsby nói Vấn đề không phải là những gì bạn nói hay những gì Chủ tịch Fed nói, mà là những gì họ nghe và những gì họ muốn nghe. Cùng nghe Chủ tịch Fed, Leverland, Loretta Tarmester cũng đẩy lùi những kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, bà nói. Giai đoạn tiếp theo không phải là khi nào nên giảm lãi suất, mà là chúng ta cần duy trì chính sách tiền tệ hạn chế trong bao lâu để đảm bảo rằng lạm phát đang trên con đường bền vững. Trước đó, Chủ tịch Fed tại New York John Williams cũng nói rằng còn quá sớm để suy đoán về việc cắt giảm lãi suất, ông nhấn mạnh. Có vẻ như chúng ta đang ở hoặc gần mức đó, nhưng mọi thứ có thể thay đổi. Những bình luận của giới chức Fed không chỉ tác động tới thị trường chứng khoán mà cũng đã góp phần khiến lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn tăng trong phi hôm qua. Đáng chú ý trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm tăng 1,5% so với cuối tuần trước lên 3,943%. Trên thị trường hàng hóa, giá dầu đóng cửa tăng cao trong phi hôm qua sau khi nhóm Houthi ở Yemen tấn công biển đỏ, làm gián đoạn thương mại hàng hải. Công ty dầu khí lớn BP cho biết họ đã tạm dừng vận chuyển tới đó và các hãng vận tải khác cũng cho biết họ sẽ tránh tuyến đường này. Chốt phiên hôm qua, dầu thô Mỹ tăng 1,46% lên 72,47 đô la Mỹ một thùng và dầu Brent kết thúc ở mức 77,95 đô la Mỹ một thùng, tăng 1,83%. Đối với kim loại quý, vàng tăng điểm khi các nhà giao dịch mua vàng thỏi vàng giao ngay tăng 0,4% lên 2.026,62 đô la Mỹ ao. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,58% lên 2.026,3 đô la Mỹ một ao. Thưa quý vị, ở Nigeria, xà bông đen là một trong những sản phẩm chăm sóc da phổ biến nhất và nó chiếm tỷ phần lớn trong ngành chăm sóc sắc đẹp. Mặc dù vậy, nhiều người sản xuất sản phẩm được săn đón này vẫn phải vật lộn để tồn tại, kiếm được chưa đầy 1 đô la Mỹ mỗi ngày. Chồng của bà Apo CD, thành viên cộng đồng Odo Oqua ở Nigeria, đã qua đời cách đây 15 năm, để bà một mình nuôi bốn đứa con. Bà cho biết, khi chồng tôi còn sống, ông ấy là người chăm sóc tôi và các con chúng tôi, đóng học phí, mua cho chúng quần áo, Ông ấy lo ăn uống, ông ấy cũng mua quần áo và giày dép cho tôi. Khi rất cần thu nhập, bà Apo Sede đã chuyển sang tận dụng kỹ năng học được từ nghề làm xà bông của má. Bà Apo Sede đã quyết định làm loại xà bông đen truyền thống từ cho của các loại cây đặc sản địa phương và vỏ khô. Xà bông đen truyền thống Nigeria được biết là có đặc tính kháng khuẩn. Những người phụ nữ như bà Apo Sede làm việc chăm chỉ và sản phẩm của họ ngày càng được ưa chuộng. Ngành công nghiệp chăm sóc da ở Nigeria và các quốc gia Tây Phi láng giềng như Ghana và Benin phụ thuộc vào xà bóng đen được sản xuất tại các cộng đồng như Odo Oqua. Tuy nhiên, lợi nhuận mang lại cho cộng đồng lại rất thấp. Bà Cho Esquo, một doanh nhân cho biết: "Ngành chăm sóc da và làm đẹp đã phát triển rất mạnh, thậm chí còn vượt xa sự mong đợi, nhưng thật đáng buồn là rất ít trong số hàng triệu đô la mà chúng tôi tạo ra hàng năm đến được tay của nhà sản xuất xà bóng địa phương." Bà Asafuolu Omo Kunmi một nhà sản xuất xà bông nêu ra một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận bà thu được rất ít. Tôi đã sản xuất loại xà bông này hàng chục năm qua nhưng không có vốn để mở rộng kinh doanh. Số tiền mà chúng tôi kiếm được thậm chí còn không đủ để mở rộng quy mô sản xuất. Do sản xuất nhỏ lẻ nên hiện những cơ sở sản xuất như của bà Asa Blue và bà Apo CD chỉ kiếm được khoảng 6 đô la Mỹ mỗi tuần. Hơn một nửa mức lợi nhuận này được dùng để mua nguyên liệu cho lần sản xuất tiếp theo, để khắc phục tình trạng thiếu thốn, đôi khi họ mua chịu các nguyên liệu rồi thanh toán sau khi bán thành phẩm. Nhưng với việc người cho vay tính lãi suất từ 20 đến 50%, thì lợi nhuận không còn là bao. Bà Abu Sidi đặt nhiều hy vọng vào các con của mình. Cậu con trẻ của bà mong muốn theo đuổi sự nghiệp kỹ sư của mẹ và con gái hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành y tá. Nhưng nếu không có sự thay đổi căn bản trong nghề sản xuất xà bông truyền thống, thì những giấc mơ đó có thể vẫn còn nằm ngoài tầm với và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi